Sáng nay, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, phát triển chuỗi dự án khí, điện, cảng dịch vụ và lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tổng công ty Khí Việt Nam với Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí. Đây là chuỗi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo thỏa thuận hợp tác, thì chuỗi dự án khí, điện, cảng dịch vụ là hợp tác kinh doanh giữa Tổng công ty Khí Việt Nam, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam để phát triển dự án cấp khí bổ sung cho nhà máy điện Nhơn Trạch 1 và cho nhà máy điện Nhơn Trạch 1A. Việc góp vốn dự kiến trong 35 năm. Còn thỏa thuận hợp tác giữa Tổng công ty Khí Việt Nam và Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí thì hướng tới mục tiêu là tăng cường kết nối, nâng cao hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh trên thị trường. Tổng công ty Khí Việt Nam